nay cô Bích Phi và chú Hưng ở bên Mỹ thương và thăng tặng cho chị Bích Văn cái số tiền 500.000. Cảm tạ món quà tình thương của cô Vicky với chú Hưng rất nhiều. Ngày hôm nay ở nơi xa cứu giúp cho chị Bích Văn 500.000. Cầu chúc cho gia đình cô Vicky được làm ăn có nhiều tài lộc, để cứu giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn trong cuộc sống này. Nguyện cầu xin Đức Phật A Di Đà từ bi các Hồ Chí Minh. Chị Bích Văn có gửi lời gì đến cô Vicky và chú Hưng, chị Bích Văn chia sẻ. Dạ, con cảm ơn cô Vicky và chú Hưng ở bên Mỹ để gửi tặng cho con số tiền là 500.000 để con có tiền cũng đi chạy thận. Xin cầu chúc cho mình cô Vicky và chú Hưng ở bên Mỹ được hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, làm ăn phát tài phát lộc để có tiền giúp đỡ những người giống như con. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Rồi nếu mà có món quà tiếp theo con đến trao tặng cho hoàn cảnh chị Bích Văn bệnh tật. Bây giờ là dội vô tay lại vô tay dạ. Dội thẳng tay ra để dội vô tay. Có chị thẳng dội vô tay. Thẳng vô mấy cái cục cục á. Mấy cái tay như vậy. Xong rồi. Tắt đi.